chi tiêu. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã chi 270 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng vừa qua, chủ yếu là cho quảng cáo. Trong khi đó thì cựu tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã chi tổng cộng 78 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo cùng thời điểm. Độ chịu chi lớn hơn đang giúp bà Kamala Harris phủ sóng rộng rãi trên truyền hình trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên là điều này có thể không quyết định chiến thắng. Nói chung là có rất là nhiều anh chị. Theo mô hình dự đoán, bà Harris dẫn trước ông Trump tại bang Georgia. Bà Harris dẫn trước ông Trump tại bang Georgia với tỷ lệ 51%, 47%, trong khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa giành lợi thế ở bang Arizona ghi nhận được tỷ lệ ủng hộ 49% so với 46% ủng hộ bà Harris. Tại bang Nevada, hai ứng cử viên nhận tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau là 48%. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump dẫn trước ở bang North Carolina, nơi ông tổ chức một cuộc meeting vào cuối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Phó Tổng thống Harris thì có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà nữ chính trị gia này cũng vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Nhìn chung, cuộc thăm dò của Washington Post cho thấy 49% cử tri tiềm năng ủng hộ bà Harris, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Kết quả này tương tự các cuộc thăm dò gần đây, phản ánh cục diện cuộc đua rất xích sao ở 7 bang chiến địa. Tuy nhiên, kết quả ở từng bang của đại cử tri đoàn sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo mô hình dự đoán của Decision Desk HQ và The Hill, trang khảo sát hàng đầu về kết quả bầu cử Mỹ, cơ hội thắng cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là 52% và lần đầu vượt bà Harris với 42%. Kể từ cuối tháng 8, thì mô hình dự đoán này đánh giá cơ hội chiến thắng của bà Harris dao động từ 54% cho đến 56%, trong khi của ông Trump là từ 44% đến 46%. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 10, thì mô hình dự đoán hai ứng cử viên có khả năng giành chiến thắng như nhau và vào tháng tới, ông Trump đã chiếm ưu thế vào ngày 20 tháng 10. Sự thay đổi này trùng hợp với thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông Trump có sự cải thiện ở Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường trước đây có xu hướng nghiêng về bà Harris. Tuy nhiên, cuộc đua thì vẫn đang rất khó đoán định vị được, các cuộc thăm dò vẫn có những sai số. Có rất là nhiều anh chị.